Với tư duy giàu là mọi thứ nó rất bình thường và đơn giản. Tư duy nghèo phức tạp lắm. Phải vậy không? Mình phải có tiền mình mới làm được việc đó. Mình phải thế này, mình phải thế kia. Mình cứ phải. Còn người giàu đơn thuần là làm là làm. Thế thôi. Và hai thế giới, ở đây tôi hay gọi nó là thế giới của người nghèo. Và ở đây đó là thế giới của người giàu. Một là thế giới của người nghèo và hai là thế giới của người giàu. Tôi sẽ không nói về điều kiện tài chính, mà tôi sẽ nói về tư duy. Tư duy nghèo và tư duy giàu. Nhóm người bình thường, họ thích cuộc sống bình thường thôi. Họ luôn luôn nói rằng là để mua được một chiếc xe hơi là rất khó, cho nên chúng ta sẽ không mua được nó. Nhà không cần to, chỉ cần như vậy thôi là đủ. Có phải vậy không cả nhà? Mua những thứ đắt tiền để làm gì? Có quần áo mặc là được rồi. Đối với những người tư duy nghèo thì cuộc sống này luôn luôn có giới hạn. Có giới hạn ấy, họ không thể mua được những căn nhà lớn. Họ không thể có thật nhiều đất, đến một ô đất. Còn đôi khi là mục tiêu phấn đấu cả một cuộc đời của họ. Một chiếc xe hơi, họ chỉ mua được những chiếc xe rẻ tiền, chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Phải vậy không? Giới hạn. Người bên cạnh tôi thế nào cũng được, miễn là có người ở bên cạnh. Giới hạn trong tất cả mọi thứ. Đi du lịch, đi hưởng thụ, đi xả xì chét ở những khách sạn bình dân, đôi khi chất lượng còn kém hơn ở nhà mình. Đến đó thì xả được cái gì? Hay còn thêm bực mình nữa cơ. Có phải vậy không? Chất lượng phục vụ kém thì lấy đâu ra niềm vui? Bạn đi khách sạn 5 sao bao giờ chưa? Người ta đon đả, người ta tiếp đón bạn. Hành lý chị cứ để đó. Đúng không? Để em mang vào cho chị. Vào trong sảnh rồi là có nước mời. Là ngay lập tức có lễ tân mang nước ra mời bạn uống, nó gọi là welcome drink. Vào cái là có ngay. Các loại nước khác nhau. Rồi sau đó anh chị ngồi ghế đợi chút để chúng em làm thủ tục check in nhận phòng. Và lên phòng một cái thấy phòng thơm tho, sạch sẽ, xịn sò. Ông anh chị có thích phòng có view không? View biển hay view núi? View đi đâu? Phục vụ tận răng. Đi ăn không thích ra ngoài, gọi xuống lễ tân, gọi món, họ mang lên tận nơi. Bạn sẽ thấy đi như vậy mình mới được hưởng thụ chứ. Đôi khi đi du lịch chẳng cần phải đi đâu ra ngoài, ở ngay cái khách sạn đó thôi là đã sướng lắm rồi. Và Việt Nam có rất nhiều khách sạn đẹp, rất nhiều resort đẹp mà bạn chẳng phải đi đâu hết, ở đấy là sướng. Chất lượng cuộc sống đấy các bạn. Và đối với những cái người bình thường tư duy nghèo này thì những cái thứ đó là những thứ họ không thể chạm tới được. Vì sao họ không chạm tới được? Những cái khách sạn đó, những cái resort đó cấm họ tới, hay là chính họ cấm họ tới? Ai các bạn? Chính họ. Những nơi đắt tiền còn đang mong chờ bạn đến. Phải vậy không? Để người ta làm ăn, người ta kiếm tiền chứ. Thế cho nên đừng bao giờ mặc cảm với những nơi đắt tiền. Bạn có mua hay không mua không quan trọng, bởi vì bạn là khách. Khách thì có thể đến xem, đến tham khảo, mua hay không thì biết được. Có phải vậy không cả nhà? Tôi đi mua chiếc Mercedes là tháng 7 2019. Tháng 4 2019 là tôi ra showroom của Mercedes ở Bình Thạnh, Sài Gòn. Tôi bảo cho anh xem mấy chiếc xe. Trong túi chả có đồng nào hết. Cho xem xe, xem xong, anh cảm ơn nha, anh đi về. Thì mình là khách mà, hỏi han đủ mọi thứ, giá cả xong xôi đi về. Và bữa nào anh quay lại, mình là khách chứ có ai bắt buộc cứ phải có tiền mới đến đâu. Và sau 3 tháng thì tôi mua xe. Để bạn sẽ nhớ điều đấy. Tư duy mọi thứ nó bình đẳng. Với tư duy giàu là mọi thứ nó rất bình thường và đơn giản. Tư duy nghèo phức tạp lắm. Phải vậy không? Mình phải có tiền mình mới làm được việc đó. Mình phải thế này, mình phải thế kia. Mình cứ phải.
Còn người giàu đơn thuần là làm là làm. Thế thôi. Hay tôi hay nói, để làm giàu rất đơn giản, đó là bạn lựa chọn một sản phẩm nào đó rồi bạn bán thật nhiều là giàu. Và rất nhiều người kinh doanh ấy, bắt đầu họ lấy video đấy của tôi, họ bắt đầu là phản biện này kia. Ở kể cả những người không kinh doanh cũng phản biện. Và đến cuối cùng tôi chả thấy có cái triết lý nào đúng ấy. Có cách nào để làm cho bạn giàu mà không đi bán hàng? Có cách nào để giúp cho bạn kiếm nhiều tiền mà không đi bán hàng? Có cách nào? Ngoại trừ ăn cướp. Lấy ông chồng già sắp chết và giàu. Và đợi ông ấy chết, tư duy của một vài người nha, họ thường là đợi 3 năm sau ông chết. Có nhiều người lắm các bạn, lấy chồng già khủng luôn. Nó chỉ cỡ vài năm thôi, chết tài sản thuộc về ai? Về mình. Nhưng thực tế người giàu không ngu, phải vậy không? Và nhất là người giàu lâu rồi, già, người ta tỉnh táo lắm. Cái tiền bạc của họ, ví dụ họ 70 tuổi thì cái tiền của họ từ 30 tuổi nó đã phân chia rồi. Tiền này cho ai? Bao nhiêu tiền cho con, bao nhiêu tiền cho gia đình, bao nhiêu tiền cho công ty, bao nhiêu tiền cho xã hội. Đừng có mơ mà đòi đến đấy lấy hết của nó. Không có chuyện đấy đâu. Ví dụ như tôi là người di chuyển rất nhiều và tôi luôn luôn nghĩ là mình sẽ có rủi ro bất kỳ lúc nào. Vậy cái tiền này sẽ xử lý ra sao? Theo luật là người ta sẽ để cho vợ con, rồi sau đó tầng thứ hai là gia đình. Nhưng điều gì sẽ diễn ra nếu tất cả những người đấy không thể nào xử lý được số tiền của mình? Xử lý là gì? Là biết dùng nó vào những việc hợp lý và làm cho nó thành nhiều hơn, để cho những cố gắng của mình nó tiếp tục được lan tỏa. Cái công ty đó mà rơi vào tay những người không biết điều hành thì ngày mai nó tan rã thôi. Có phải vậy không? Thế chẳng nhẽ bên mình cứ đi nhiều như vậy vì công việc, vì rất nhiều thứ mà một rủi ro nào đó làm cho tất cả những thứ đấy xung đột. Không được. Thế thì tôi lại có một cái toan tính là tôi đã viết lại ở cái ghi chú tiền bạc chia như thế nào. Chỉ khi nào mà tôi chết thì mọi người sẽ tìm được ra cái đấy. Công ty này sẽ phân ra làm sao? Đấy. Thì bạn hiểu không ạ? Mình tính hết rồi, không có cái chuyện mà các ông đòi ăn được của tôi đâu. Và mọi thứ đều rất hợp lý. Đấy là người giàu người ta tính. Và đối với bạn, bạn cũng phải nghĩ cái điều đó. Thế giới của người giàu là không giới hạn, viết xuống. Không giới hạn. Cái xe đó đẹp, tôi thích nó, xong. Tôi sẽ mua nó vào một ngày nào đó. Cái nhà đó đẹp, tôi thích nó. Tôi sẽ có nó vào một ngày nào đó. Người giàu có rất nhiều đất, tôi cũng sẽ có rất nhiều đất. Đấy là tư duy giàu có đấy các bạn. Tôi viết trong cái ghi chú, cái lời nhắc ấy, hôm qua tôi nói với các bạn cái phần mềm ấy. Mua đất ở khắp mọi nơi. Và đúng như thế thật, tôi mua ở khắp mọi nơi. Mọi người cứ hỏi là thầy, cái nhà thầy bao nhiêu tiền? Tôi bảo tôi có nhà đâu, tôi thuê. Có nhà đâu. Bởi vì bây giờ để tôi mua cái nhà đó thì nó sẽ khoảng 10 mấy tỷ. 10 cho đến 10 mấy tỷ. Thế 10 với 10 mấy tỷ đấy thì tôi quy ra được thành vài lô đất rồi. Và cái nhà chung cư thì làm sao nó tăng giá được gấp đôi? Không bao giờ tăng được. Bởi vì chung cư người ta cứ xây liên tục. Bạn có thấy chung cư mọc liên tục. Thì vậy số lượng ngày càng tăng lên thì giá trị nó sẽ không còn hiếm nữa. Đúng không cả nhà? Số lượng nhiều thì không bao giờ hiếm, nó sẽ rẻ đi. Vậy chung cư sẽ luôn luôn rẻ đi. Cho dù nơi đó nó có vị trí rất đẹp thì nó chỉ nhích lên một xíu, tăng không phải mấy. Chứ đừng nói chuyện gấp đôi. Nhưng đất thì gấp đôi, gấp ba. Bởi vì đất không thể thêm được. Người thì cứ tăng, người càng ngày càng đông. Việt Nam cách đây khoảng 30 năm thì nó khoảng mấy chục triệu thôi. Giờ 100 triệu rồi, tăng thêm 40 triệu người. Vài chục năm.
Vậy vài chục năm sau nó lại tăng thêm mấy chục triệu người nữa. Thì người đông, đất ít. Cái gì ít thì nó sẽ tăng lên. Cái gì ít thì sẽ hiếm. Cái gì hiếm thì giá sẽ cao. Nếu cả lớp học này có một ông con trai thôi thì ông ấy sướng lắm, đúng không? Ngày xưa tôi đi sinh viên ấy, cả cái trường của tôi ấy, nó toàn đàn ông ấy. Học trường công nghiệp mà. Lâu lâu có một đứa con gái, cái thằng nào dắt bạn gái đến, cái tất cả nó ra, nó hú, nó hét như hoa hậu. Đó, cái gì hiếm thì sẽ quý. Thế chúng ta tư duy phải là như vậy. Và người giàu thì thường người ta sẽ không quá tập trung vào những thứ mà gọi là hào nhoáng bóng bẩy. Tức là mình ở ngoài Bắc này mình rất cần có nhà để chứng minh một cái gì đó, tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi không cần. Ngay từ ngày xưa tôi đã nói với bố mẹ tôi là tôi không cần cái gì hết cả. Không cần phải cho gì hết. Việc tôi sẽ tự làm. Cuộc sống tôi sẽ tự lo. Kể cả đất đai các thứ ấy, tôi cũng chả lấy cái gì. Bởi bố mẹ có cái miếng đó thì cái nhà đó xây biết bao nhiêu năm mới làm được. Còn mình bây giờ thì biết bao nhiêu rồi. Còn tranh giành cái gì nữa. Và trước khi tôi đã có những thứ đấy, tôi không có cái gì cả. Tôi cũng bảo tôi chẳng lấy cái gì hết. Đấy là tư duy gì các bạn? Giàu. Mình nghĩ được rằng sau này mình sẽ giàu. Mặc dù tôi cũng chẳng biết làm sao cả, nhưng trong đầu tôi cứ tự tin như thế. Khi tôi đi học, tôi về tôi bảo sau này tôi sẽ làm chủ cái này, tôi sẽ có 10 tỷ, tôi sẽ có chiếc xe này, tôi sẽ chiếc xe kia, tôi sẽ giúp được người như này. Tôi dán khắp phòng ngủ của mình. Rồi sau đó tôi đi học Hà Nội cứ đi suốt ngày. Mẹ lâu 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 lên dọn phòng lại, mẹ cái thằng điên. Tôi dán khắp mà tường tiếc. Giờ về quê trên tường vẫn còn những cái băng dính đâu. Những tờ giấy nhiều năm nay rồi, tôi dán từ 2014 đến giờ. Thì nó bạc màu nhưng nó vẫn còn chữ để trong tủ. Bạn biết không? Đấy là niềm tin ấy, xây dựng niềm tin của một người giàu có. Và người giàu có nào cũng thế, ngoại trừ những cái nhóm mà được bố mẹ nó cho sẵn. Còn xây dựng từ tay trắng lên thì chúng ta phải làm đủ mọi cách. Phải vậy không? Đủ mọi điều, và nó điên rồi đến mấy chặng nữa chúng ta vẫn phải tin vào nó mà làm. Mình muốn làm giàu là sự khác thường, mà lại muốn sống theo một cuộc sống của một người bình thường. Giàu kiểu gì? Muốn đi Hà Nội, nhưng lại bắt xe chuyến Lạng Sơn, Trung Quốc. Thế đi đâu? Đi Trung Quốc. Đáng nhẽ phải đi Lạng Sơn, Sài Gòn. Phải vậy không? Thế cho nên là muốn giàu đó đã một cái sự không bình thường rồi. Lại sống như người thường. Tí nữa mấy giờ chiều nó bắt đầu chạy về đi đón con. Đấy phải hoạt động thường ngày của các bạn không? Hôm qua ấy. Ê, kết thúc ngày hôm nay dục dịch lấy túi sách đi chứ. Đấy là những người bình thường ấy. Phải vậy không cả nhà? Còn tư duy của người giàu là nó phải hít cho bằng hết. Đó, nó ăn cả bã. Tức là nó phải gọi là khai thác và tận dụng cho đến khi không còn gì nữa thì thôi. Nó phải ngồi lại nó nghe cho bằng không còn chữ gì nữa. Thì đi về. Đến lúc mà thôi hết chữ rồi đi về đi. Thì nó mới về. Mình đây không cần biết. Chỉ cần biết cứ đúng lịch của mình là mình sẽ lượn. Đúng lịch là lượn. Mình sống rất bình thường. Mà mình cứ mong muốn có những kết quả khác thường. Khác kiểu gì? Bạn hãy cho tôi câu trả lời. Khác kiểu gì? Và bạn hãy so sánh đi. Cuộc sống bây giờ của bạn và cuộc sống cách đây 1 năm, 2 năm trước có gì khác nhau không? Hay vẫn giống nhau? Mà bạn đòi bảo em làm mãi không giàu. Những thói quen của bạn có gì khác trước không? Em làm mãi không giàu. Có gì khác không cả nhà? Em làm mãi không giàu. Chúng ta phải biết được rằng bạn muốn giàu thì bạn phải sống như một người giàu. Hôm qua học ở đấy, như những gì mà hôm qua chúng ta học. Thế sống như người bình thường không bao giờ được. Và lựa chọn của bạn, nếu bạn muốn giàu có thì bạn phải thế nào cả nhà? Bạn phải thế nào? Lựa chọn mình ở thế giới của, trả lời, lựa chọn mình ở thế giới to hơn thế giới. Ở hai phải tôi ở thế giới người giàu.
Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.